Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Liverpool và câu lạc bộ Fulham. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 14 giải ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 3 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Liverpool sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Fulham với mức kèo là 1,75, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 1,5 và tăng hai trái, mức tài xỉu là 3,25, 3,5 và ba trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là bạn nào đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ nhận được rất là nhiều khuyến mãi. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Liverpool và Fulham thì Liverpool thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Fulham. 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool thì Liverpool thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Fulham thì Fulham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Liverpool chấp 1,75 hoặc là 1,5 nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Fulham thì mình thấy là Liverpool đang được đánh giá là nhỉnh hơn Fulham cũng khá là nhiều. Thứ hai nữa thì trận này Liverpool có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Liverpool họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Fulham nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Liverpool thời gian vừa qua nó cũng đang khá là ổn định, và ở lượt trận này tiếp tục có được cái đớp trên sân nhà và gặp đối thủ cũng không quá mạnh là Fulham thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Liverpool có thêm một chiến thắng nữa và cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với việc trận này Liverpool họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất cộng với thành tích thi đấu trên sân nhà thời gian vừa qua nó cũng đang rất là tốt, thì với mức kèo chấp này mình dự đoán là cũng không làm khó được Liverpool đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Liverpool chấp nha. Với lại mình thấy cái mức kèo này á, thật sự thì nó cũng chưa hợp lý, khi mà những con số thống kê trước trận này diễn ra thì Fulham họ cũng đang khá là cân bằng với Liverpool, mà lượt trận này Fulham lại được chấp cái mức kèo cũng khá là cao, thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm Fulham quá nhiều cũng không chừng. Mức tài xỉu là 3,25, 3,5 và ba trái. Thì những lần gặp nhau trước đây có hai đội á thì thường trên sân nhà của Liverpool mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi. Với lại là Fulham thì họ có lối chơi cũng cực kỳ khó chịu. Trận đấu này nhiều khả năng là Fulham họ cũng sẽ gây rất là nhiều khó dễ cho Liverpool. Dự đoán là Liverpool họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi, chứ thắng đậm được Fulham cũng không phải gọi là dễ dàng đâu. Dự đoán sẽ là 2-0 hoặc dữ lắm là 3-0 nghiêng về cho đội chủ nhà Liverpool. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,25 hoặc là 3,5 nha. Canh năm một bàn rồi thì vào xỉu mạnh. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang vượt trội hơn so với đội khách thì Liverpool sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Liverpool chấp nha và đá nhẹ cái xỉu 1,25. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Liverpool và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.